Chào mừng quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình trên kênh Tin Mới, kênh thông tin hữu ích luôn cập nhật những tin tức chính trị xã hội nóng hổi nhất trong ngày. Đến với chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Lũ lụt Trung Quốc làm sập cầu màu vàng lớn nhất thế giới. Quý vị thân mến, theo Tân Hoa xã, cây cầu phía thượng lưu thoát nước màu vàng ở tỉnh Sơn Tây, phía bắc của Trung Quốc đã bị đánh sập do lũ lụt trong những ngày vừa qua, khi mưa lớn dịch chuyển từ miền Nam lên phía bắc Trung Quốc, buộc phải đóng cửa điểm du lịch nổi tiếng này trong những tuần tới đây. Thác Hồ Khẩu, thác nước lớn nhất trên sông Hoàng Hà cũng nổi tiếng là thác nước màu vàng lớn nhất thế giới, với chiều cao 20m, chiều rộng thay đổi theo mùa có thể lên đến 50m trong mùa lũ. Từ ngày đầu tháng này, thác nước Hồ Khẩu đã bước vào mùa lũ năm 2022 ở Trung Quốc. Lưu lượng dòng chảy thác Hồ Khẩu đã lên đến hơn 1.500 mét khối trên giây, gấp 3 lần lưu lượng bình thường. Do mưa lớn trên thượng nguồn sông Hoàng Hà và xả lũ từ một hồ chứa nước, nổi tiếng trên toàn thế giới về nước có màu vàng thác Hồ Khẩu giống như một ấm trà khổng lồ. Với hình ảnh dòng nước vàng chảy cuồn cuộn và đặc biệt hung dữ trong mùa lũ, sông Hoàng Hà cũng là một trong những nơi sở hữu dòng chảy của lũ mạnh nhất trên thế giới. Cảnh tượng thiên nhiên hùng vĩ của thác nước màu vàng lớn nhất thế giới mỗi khi mùa lũ về thu hút rất đông du khách. Hôm qua, Trung Quốc đã cảnh báo mưa lũ cấp 4 ở nhiều tỉnh thành, báo động nguy cơ lũ lụt và lở đất. Trung tâm khí tượng quốc gia Trung Quốc phát cảnh báo màu xanh, cấp thấp nhất trong thang cảnh báo 4 cấp được mã hóa bằng màu sắc về các trận mưa bão ở một số tỉnh và khu vực nơi đã hứng chịu lũ lụt và mưa như chút tàn phá trong hơn 2 tháng vừa qua. Tân Hoa xã dẫn bản tin dự báo thời tiết của Trung tâm khí tượng quốc gia cho hay, trong 3 ngày tới dự kiến sẽ có mưa xối xả ở các khu vực Nội Mông, Hắc Long Giang, Giang Tô, An Huy, Hà Nam, Hồ Bắc, Hồ Nam, Quý Châu, Tứ Xuyên, Vân Nam và Tây Tạng. Một số khu vực nói trên sẽ có lượng mưa hơn 170mm mỗi giờ kèm theo dông, bão và gió mạnh. Trung tâm khí tượng quốc gia Trung Quốc khuyến cáo chính quyền các địa phương cảnh báo về khả năng xảy ra lũ, lụt, lở bùn và lở đất, đồng thời khuyến nghị tạm dừng các hoạt động ngoài trời ở những khu vực nguy hiểm nêu trên. Trung Quốc có một hệ thống cảnh báo thời tiết 4 cấp được mẫu hóa bằng màu sắc, với màu đỏ là màu nghiêm trọng nhất, tiếp theo là màu cam, màu vàng và xanh lam. Hôm thứ Hai vừa qua, một tòa nhà cao tầng ở thành phố Tây An đã bị sập hoàn toàn. May mắn không ai bị thương. Thành phố Tây An thuộc phía Tây Trung Quốc và nằm ở vùng trung lưu của lưu vực sông Hoàng Hà. Nước lũ đã gây ra ngập lụt ở các thành phố và làng mạc tại các tỉnh Thiểm Tây, Sơn Tây và Hà Nam. Các tỉnh cũng thuộc vùng trung lưu của lưu vực sông Hoàng Hà. Đồng thời, các nhà chức trách lại cho hay xả lũ từ hạ lưu đến các vùng nông thôn ở tỉnh Sơn Đông, trên bờ biển phía Đông. Bộ ứng phó khẩn cấp Trung Quốc thông báo khu vực thượng nguồn sông và khu vực Đông Bắc Trung Quốc sẽ phải hứng chịu những trận mưa bão lớn trong 2 tuần tới. Bộ trưởng Thủy lợi Trung Quốc ông Nhạc Cảnh Bình đã tổ chức một cuộc hội thảo tại Bắc Kinh để đánh giá tình hình lũ lụt với sự tham gia của các thứ trưởng và các quan chức từ tỉnh An Huy, Giang Tô và Xuân Đông. Tại hội thảo, Bộ trưởng Nhạc nói với các quan chức từ các tỉnh thành rằng chính quyền địa phương cần hành động trước để xả lũ từ sông và hồ vào các vùng nông thôn. Trong những tuần tới, chúng ta phải duy trì khả năng chứa nước ở các hồ để có thể chứa đựng nước lũ sắp đổ về. Ông Nhạc không cung cấp chi tiết về tình hình lũ lụt, nhưng cho biết các khu vực phía Tây Bắc bao gồm các tỉnh Thiểm Tây và Sơn Tây đang phải đối mặt với vấn nạn lở đất từ các vùng núi. Ông Nhạc phân tích, tuy lũ lụt trên sông Dương Tử có giảm xuống nhưng mực nước ở khu vực trung và hạ lưu của con sông này vẫn cao hơn mức báo động, tức là vẫn có nguy cơ vỡ bờ đê và vỡ đập. Kính thưa quý vị, trong một diễn biến có liên quan thượng nguồn của con đập Tam Hiệp bị vỡ, mới đây, một cư dân sống ở thượng nguồn đập Tam Hiệp đã đăng tải một đoạn video cho thấy sạt lở đất kéo theo rất nhiều ngôi nhà cao tầng ở thượng nguồn đập Tam Hiệp. Cảnh video cho thấy một người phụ nữ đã phản ứng thông minh và cứu được 21 dân làng may mắn thoát nạn trước lưỡi hái của tử thần. Qua đoạn video này cho thấy điều đó đang chứng minh một luận điểm đã có từ lâu rằng con đập siêu khổng lồ này sắp vỡ trong tương lai là điều chắc chắn. Có phân tích của các chuyên gia cho rằng rất có thể đập Tam Hiệp sẽ bị vỡ trong năm nay và nhanh nhất có thể là cuối tháng 7 hoặc chậm hơn là sang tháng 9. Với đà tiến của việc sạt lở ở thượng nguồn do mưa lũ kéo dài trong xuyên suốt gần 3 tháng nay, chưa dừng lại ở đó, đập Tam Hiệp phải hứng chịu liên tiếp 3 trận đại hồng thủy với cường độ khác nhau. Các cụ đã nói mưa dầm thì thấm lâu, những ngọn núi vệ tinh xung quanh con đập một khi đồng loạt sạt lở, điều đó sẽ gây ra một hiệu ứng dây chuyền bồi thêm kinh hoàng. Cũng giống như bạn thả một hòn đá vào cốc nước thì ắt tự nhiên nước sẽ dâng lên cao, đó là hiện tượng tự nhiên, dễ hiểu và đập Tam Hiệp cũng không phải là ngoại lệ. Dưới đây là video ví dụ điển hình cho những chứng minh đó. Lượng đất đá khổng lồ từ trên cao dội xuống hồ chứa trong phút chốc lượng nước trong hồ đập Tam Hiệp sẽ dâng cao, cộng thêm với lượng nước khổng lồ từ thượng nguồn đổ về. Có ai dám đứng ra đảm bảo rằng con đập sẽ tự tin đứng vững khi sức chịu đựng của hồ chứa lớn nhất thế giới đạt giới hạn cực đại?
áp lực tăng lên đột ngột trong TC Tắc và đương nhiên con đập tam hiệp sẽ vỡ tung. Thưa quý vị, chưa dừng lại ở đó, đan xen với các vấn đề động đất, những vấn đề bất ổn tại các khu vực vệ tinh xung quanh liên quan tới khu vực lỡ kể trên. Hôm vừa qua, một đoạn đường đi vào trạm phát hiện của con đập tam hiệp này cũng đã bị đất đá chôn vùi, khiến cho chính quyền Trung Quốc phải dốc hết toàn lực để giải tỏa con đường. Đan xen với đó là xóa hết tất cả dấu vết từ hình ảnh, video cho đến các thông tin liên quan của con đập. Thưa quý vị, có một điều người ta thường nói họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai. Họa Trung Quốc bây giờ gây ra không chỉ ở trong nước mà đã lan tràn ra toàn thế giới. Có rất nhiều người thậm chí đã nguyền rủa khi nhận ra bộ mặt thật của chính quyền Trung Quốc. Người ta luôn mong muốn rằng có một quả báo dành cho các nhà lãnh đạo của đất nước này. Trong đó không thể kể đến người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Tập Cận Bình. Xét về khía cạnh tính nhân đạo của con người, chúng ta không mong những điều bất hạnh đến cho người dân vô tội của Trung Quốc. Nhưng những gì mà đất nước này đang phải gánh chịu và chắc chắn sẽ còn phải đối diện tiếp tục trong tương lai thì rất khó có thể đảo chiều. Đập Tam Hiệp là một quả bom hẹn giờ mạnh hơn chục lần bom nguyên tử. Nếu vấn đề nghiêm trọng nói ở đây chính là khi nó vỡ, thì chắc chắn bản đồ chính trị của thế giới sẽ không còn cái tên Trung Quốc nữa. Trong bối cảnh đợt đại hồng thủy số 3 trên sông Dương Tử gây thiệt hại nghiêm trọng ở nhiều tỉnh thành, Chủ tịch Trung Quốc, ông Tập Cận Bình đã có chỉ đạo mới rất bất thường, khi ra chỉ thị tăng cường lực lượng công binh và quân đội Trung Quốc đến đập Tam Hiệp. Theo tờ báo Hoàn Cầu đưa tin, 3 lữ đoàn công binh công trình 249, 279 và 293 thuộc binh chủng công binh quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc đã có mặt tại đập Tam Hiệp để thực hiện công tác cứu hộ và cứu nạn. Kính thưa quý vị, theo các nhà quan sát về đê điều Trung Quốc cho biết, nếu không tiếp tục tăng tốc độ xả lũ, dự báo đến ngày mai, mực nước trong hồ chứa của đập Tam Hiệp sẽ ở mức 165,5m. Theo thiết kế, con đập có thể chịu nổi sức ép khi mực nước chạm ngưỡng 175m, có nghĩa là chỉ còn chưa đến 10m nữa là sức chịu đựng của con đập sẽ đến giới hạn cực đại. Cộng thêm với sạt lở di chuyển ở thượng nguồn, hơn lúc nào hết, cả thế giới đang cùng nhau đến thở và chờ đợi số phận của nó, số phận của con đập Tam Hiệp liệu có trụ nổi hay không. Mực nước sông Dương Tử đoạn trải qua Trùng Khánh đã chạm mức cao nhất kể từ năm 1981, mưa lũ đã ngập đến chân vật khổng lồ, có niên đại hơn 1.200 năm tuổi và bắt đầu rút dần. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1949, người dân Tứ Xuyên thấy hiện tượng này. Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho biết, đợt lũ số 4 kèm theo thảm họa địa chất đã khiến 14 người thiệt mạng và 20 người khác mất tích ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Theo chính quyền tỉnh Vân Nam, gần 40.000 người dân đã được sơ tán đến nơi an toàn, trong khi 1,1 triệu người dân địa phương đã bị ảnh hưởng do lũ lụt. Một thông tin rất đáng quan ngại khi tỉnh Vân Nam là một trong hai nơi giáp với biên giới Việt Nam của chúng ta. Theo nguồn tin của người dân địa phương tại các cửa khẩu cho biết, hiện có rất nhiều người Trung Quốc đang ở bên kia biên giới tìm đủ mọi phương cách như mua chuộc người bản địa dẫn đường, vượt rừng, vượt sông, vượt suối tại các đường tiểu ngạch, hòng mong muốn vào đất nước của chúng ta tránh trú. Nhưng các lực lượng biên phòng của chúng ta vẫn ngày đêm bám biên, trực chiến 24/24 giờ, quyết không bao giờ thương lượng với bọn chúng. Vì nhiều người trong cộng đồng mạng trong và ngoài nước cho rằng, nhân từ với giặc chính là tự bắn vào chính mình. Lòng nhân đạo cần phải đặt đúng nơi, đúng chỗ. Người Trung Quốc xưa nay thật giả lẫn lộn, ai dám đảm bảo trong dòng người di tản kia không có thành phần chống phá đất nước, thành phần nổi loạn và nguy hiểm hơn cả là những người mang mầm mống dịch bệnh Covid. Khảo sát nhạy được đặt ra, nếu quý khán giả là người quyết định thì chúng ta có nên giúp đỡ phần nào cho người Trung Quốc tội nghiệp kia đang ở bên kia biên giới, khi họ vẫn ngày đêm cầu mong chúng ta mở cửa biên giới cứu mang họ. Đừng quên để lại lời bình luận của mình ở bên dưới video để mọi người thảo luận với nhau rõ hơn về tình hình này. Quay trở lại với tình hình thiên tai tại Trung Quốc, theo thống kê của Cục Tính toán, ước tính thiệt hại ban đầu đối với các tỉnh miền Nam của Trung Quốc cho đến thời điểm hiện tại rơi vào khoảng 453,7 triệu đô la. Chính quyền tỉnh Cam Túc cho hay tỉnh này vẫn đang nỗ lực khôi phục lại hệ thống liên lạc, điện, nước và giao thông, trong khi tiếp tục cứu hộ người dân bị mắc kẹt. Máy bay trực thăng hiện cũng được triển khai để cứu hộ những người đang mắc kẹt trong nhà không kịp đi sơ tán. Ít nhất 5 người thiệt mạng và 2 người còn đang mất tích. Mưa lũ ảnh hưởng đến hơn 400.000 người và khiến 72.000 người phải sơ tán. Chính quyền Cam Túc thông báo, tại Trùng Khánh, khoảng 8 giờ sáng ngày hôm qua, mực nước đo được tại trạm thống thang trên sông Dương Tử đạt 191,55m, cao hơn 0,14m so với mức kỷ lục và vẫn còn gia tăng. Trùng Khánh nằm trên khu vực hợp lưu của sông Dương Tử và sông Gia Lăng, hệ thống sông ngòi trong thành phố dày đặc. Trong khi đó, địa hình Trùng Khánh chủ yếu là đồi núi, rất khó thoát nước. Quan chức thuộc Ủy ban Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trùng Khánh nhận xét, trận lũ thứ 4 đã khiến Trùng Khánh thiệt hại 354.000 đô la, hơn 260.000 người bị ảnh hưởng, đô la, hơn 260.000. Thông tin
tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại. Lũ quét bất ngờ hoành hành qua lỗ cầu ở Thành Đô thật đáng kinh ngạc. Tờ Export Time ngày hôm nay đưa tin nhiệt độ cao liên tục và thời tiết khô hạn ở khu vực Tứ Xuyên Trùng Khánh của đại lục vẫn chưa kết thúc. Những trận mưa và lũ lụt xối xả lại đến. Vào ngày hôm nay, một ngọn núi đột ngột bị lũ lụt ở Chengdu Dai tràn qua lỗ cầu đã được đẩy trên danh sách tìm kiếm nóng Baidu. Một số cư dân mạng cho rằng lũ dữ dội và đáng sợ quá. Theo tin tức của CCTV vào ngày hôm qua, bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn tại địa phương, một thảm họa lũ quét đã xảy ra ở quận Dai, Thành Đô, Tứ Xuyên và Dai đã xâm nhập vào núi Tiết Si Linh, phần đường giao thông đã được kiểm soát. Đoạn video trực tiếp cho thấy nước lũ do lũ quét hoành hành lao xuống với tốc độ cao rồi chui qua lỗ cầu khiến cảnh tượng kinh ngạc. Trước đó một ngày, Cục Thủy lợi Thành Đô và Cục Khí tượng Thành Đô đã đưa ra cảnh báo màu vàng về thiên tai lũ lụt trên núi, cho biết từ 20 giờ ngày hôm kia đến 20 giờ ngày hôm qua, khả năng cao xảy ra thảm họa núi lửa ở Bành Châu và Du Yang Yan màu vàng. Trùng Châu, núi lửa màu xanh lam có thể xảy ra ở quận Dai Y, thành phố Khe Lai và quận Puyang. Theo báo cáo, ngày hôm nay hầu hết lưu vực Tứ Xuyên nhiều mây, có mưa rào hoặc dông vài nơi, kèm theo các đợt gió giật mạnh trong thời gian ngắn. Sức gió cục bộ có thể đạt cấp 7 trở lên, lượng mưa nhìn chung ở mức trung bình đến mưa lớn. Trong đó, các thành phố Quảng Nguyên, Miên Dương, Đức Dương, Thành Đô, Y An, Lạc Sơn, Bang Dông, Nan Chông có mưa to vài nơi, có nơi mưa rất to. Trong 3 ngày tới, Tứ Xuyên sẽ mở ra một đợt mưa rõ rệt từ Tây sang Đông, mưa dữ dội ở một số khu vực và mưa lớn cục bộ. 10 giờ ngày hôm nay, Đài quan sát khí tượng Trung ương tiếp tục phát cảnh báo mưa bão màu xanh. Dự kiến từ 14 giờ ngày hôm nay đến 14 giờ ngày mai, khu vực Bắc và Tây lưu vực Tứ Xuyên, Nam Thiểm Tây, Bắc và Đông Nam Hà Nam, Nam Sơn Đông và Bắc Giang Tô có mưa lớn hoặc mưa to ở các vùng phía Bắc An Huy, Trung Bộ Hồ Bắc, Tây Bắc Hồ Nam, Đông Phúc Kiến và Đông Nam Tây Tạng. Trong số đó có những trận mưa bão lớn từ 100 đến 200mm ở các khu vực phía Nam Thiểm Tây và phía Bắc lưu vực Tứ Xuyên. Một số khu vực nêu trên có mưa lớn trong thời gian ngắn, lượng mưa mỗi giờ lớn nhất từ 30 đến 50mm, cục bộ có nơi trên 60mm, có mưa dông mạnh cục bộ kèm theo mưa dông và gió giật mạnh. Từ 8 giờ ngày mai đến những ngày tiếp theo, Đông Nam Tây Tạng, Nam và Đông Thanh Hải, Tứ Xuyên, Trung và Bắc Trùng Khánh, Trung và Nam Thiểm Tây, Trung và Nam Hà Nam, Nam Sơn Đông, Tây và Đông Bắc Hồ Bắc, Trung tâm An Huy, Giang Tô và Nam Giang Tây, Quảng Đông và các nơi khác có mưa vừa đến mưa to. Trong đó, có những đợt mưa to đến rất to từ 100 đến 170mm ở các khu vực Nam Thiểm Tây, Trung Hà Nam, Tây Hồ Bắc, Bắc Lưu vực Tứ Xuyên và Bắc Trùng Khánh. Thiên tai tại Trung Quốc, nơi hạn hán kỷ lục, nơi mưa xối xả cuốn trôi nhiều nhà cửa. Thưa quý vị, trong tháng qua, gần một nửa đất nước Trung Quốc đã bị bao phủ bởi nhiệt độ cao, khiến vùng hạn hán mở rộng gây ảnh hưởng nguồn cung cấp điện và nguy cơ mùa màng. Trái lại, nhiều tỉnh miền Bắc Trung Quốc thì hứng chịu những trận mưa lũ xối xả. Dự kiến tình hình thời tiết hạn hán và lũ lụt này sẽ tiếp tục kéo dài trong một tuần tới. Nhiệt độ cao bao trùm một nửa diện tích Trung Quốc và lúc 6 giờ sáng Chủ nhật, Đài quan sát khí tượng Trung ương Trung Quốc lại đưa ra cảnh báo nhiệt độ cao màu đỏ. Dự kiến trong ngày mai, các vùng như Nam Cam Túc, Nam Thiểm Tây, Hà Nam, An Huy, Nam Giang Tô, Thượng Hải, Hồ Bắc, Hồ Nam, Giang Tây, Chiết Giang, Phúc Kiến, vùng trung tâm và phía Đông Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Đông và Bắc Quý Châu, Đông Bắc Vân Nam, Bắc Quảng Đông, Bắc Quảng Tây có nhiệt độ cao từ 35 đến 39 độ C, trong đó nhiệt độ cao nhất ở các khu vực phía Nam Thiểm Tây, Đông Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Hồ Bắc, Trung và Bắc Hồ Nam, Đông Nam An Huy, Tây Bắc Giang Tây, Trung và Nam Chiết Giang có thể lên tới trên 40 độ C. Nhìn chung khoảng 17 tỉnh, khu tự trị và thành phố của Trung Quốc sẽ phải hứng chịu thời tiết nhiệt độ cao cực đoan. Kể từ ngày cuối tháng trước đến nay, Trung Quốc đã trải qua 32 ngày liên tiếp có cảnh báo nhiệt độ cao, trong đó ngày thứ 10 liên tiếp cảnh báo nhiệt độ cao màu đỏ. Và lúc 18 giờ tối thứ Bảy, Đài quan sát khí tượng Trung ương Trung Quốc đã công bố danh sách nhiệt độ cao của 10 khu vực hàng đầu trong ngày hôm đó cho thấy cả 10 khu vực đều ở Trùng Khánh và nhiệt độ đều trên 43,7 độ C. Dự báo đến ngày thứ ba tuần tới, Trùng Khánh vẫn duy trì thời tiết nắng nóng trên diện rộng, có thể lên tới 43 đến 45 độ C ở một số khu vực. Tính từ ngày cuối tháng trước, trung bình tổng số ngày ở Trùng Khánh chịu nhiệt độ cao có thể lên tới 40,8 ngày, là mức được cho là cao nhất được biết đến kể từ khi Trung Quốc có lưu dữ liệu khí tượng. Đài khí tượng Trung Quốc cho biết hôm thứ Sáu rằng trong tháng qua, khoảng 4,5 triệu km vuông đất liền ở Trung Quốc đã trải qua nhiệt độ từ 35 độ C trở lên. Mức
nhiệt độ cao bao phủ vùng diện tích này chiếm khoảng một nửa tổng diện tích đất liền của Trung Quốc. Hơn 200 trạm quan trắc quốc gia đã quan sát thấy nhiệt độ cao kỷ lục, đặc biệt như nhiệt độ ở Bắc Bộ, Trùng Khánh lên tới 45 độ C. Đài khí tượng cho biết và dự đoán đợt nắng nóng sẽ kéo dài đến ít nhất là đến 10 ngày tới. Năm tỉnh gồm Chiết Giang, Giang Tô, Đông Nam Phúc Kiến, Tây Nam Tứ Xuyên và Trung Tâm Hà Nam đã báo cáo các trường hợp say nắng và 2 trường hợp tử vong. Mưa lũ lớn ở phía Bắc Trung Quốc. Quý vị thân mến, ở Trung Quốc không chỉ đang trải qua hạn hán vì nhiệt độ cao kỷ lục mà một số nơi khác lại diễn ra cảnh trái ngược khi hứng chịu những trận mưa lớn và lũ lụt chết người, làm nhiều nhà cửa bị cuốn trôi và hàng ngàn người phải di rời. Cơ quan khí tượng Trung Quốc hôm thứ Bảy cảnh báo những nơi như Thanh Hải, Cam Túc, Ninh Hạ, Thiểm Tây, Sơn Tây, Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc, Sơn Đông, Hắc Long Giang, Cát Lâm, Vân Nam, Quảng Tây sẽ phải đối mặt với mưa lớn trong tuần tới, có nơi mưa cực lớn. Tờ The Paper vào thứ Bảy dẫn lời ông Thứ trưởng Bộ Thủy lợi Li Gongjing dự đoán rằng trong tuần tới, Trung Quốc sẽ phải đối mặt với tình trạng lũ lụt và hạn hán chồng chất nghiêm trọng. Ông Li Gongjing cho biết, từ tình hình cho thấy vấn đề hạn hán ở các khu vực trung và hạ lưu sông Dương Tử, hồ Phàn Dương và hồ Động Đình sẽ tiếp tục phát triển. Hệ thống nước ở một số lưu vực như tại sông Tùng Hoa, sông Hải Hà, thượng lưu và trung lưu sông Hoàng Hà, đặc biệt là vùng Nội Mông và thượng lưu của dòng chính Bắc và sông Vị, Hải Nam và các ven sông biển ở lưu vực sông Tây Giang sẽ có khả năng xảy ra lũ cao vì mưa tương đối mạnh. Vào thứ Sáu, nhiều nơi ở phía Bắc Trung Quốc đã có mưa lớn hoặc mưa xối xả, bao gồm ở Thiên Tân, Đường Sơn và Tần Hoàng Đảo, Hà Bắc, Hồ Lô Đảo, Liêu Ninh, Miên Dương, Tứ Xuyên. Một số nơi khác ở tỉnh Hà Bắc, lượng mưa từ 266 đến 330 mm, lượng mưa hàng giờ tối đa là 30 đến 60 mm, trong đó có những khu vực lên đến hơn 80 mm. Theo các nguồn tin từ truyền thông nhà nước Trung Quốc, lúc 22 giờ 25 phút ngày hôm qua cho biết, một trận mưa lớn bất ngờ tại huyện Đại Đồng, thành phố Tây Ninh, tỉnh Thanh Hải đã gây ra lũ quét, sạt lở và chuyển hướng chảy dòng sông, khiến gần 6.245 người thuộc 1.517 hộ gia đình tại 2 thị trấn và 6 thôn bị ảnh hưởng. Tính đến nay đã có 24 người thiệt mạng và 8 người vẫn mất tích. Hiện Sở Chỉ huy Mặt trận đã được thành lập với tổng số hơn 2.000 người và hơn 160 phương tiện được cứu hộ, cứu nạn. Công tác cứu hộ đang được tiến hành. Những người dân bị ảnh hưởng cho biết lũ quét đến quá bất ngờ, nhiều người cho hay vẫn bị mất liên lạc với người thân trong gia đình. Ngoài ra, một trận lũ quét bùng phát ở Bành Châu, tỉnh Tứ Xuyên khiến nhiều du khách đang chơi đùa trên sông thì mực nước bất ngờ dâng cao, làm nhiều người bị lũ cuốn trôi, ít nhất 7 người chết. Mưa lớn liên tục ở phía Tây huyện Bắc Xuyên, tỉnh Tứ Xuyên cũng gây ra lũ quét khiến 6 người thiệt mạng và 12 người mất liên lạc. Tình hình kiểm soát lũ lụt của Tân Cương năm nay rất khó khăn. Theo Đại Kỷ Nguyên đưa tin, kể từ khi mùa lũ chính ở khu vực Tân Cương của Trung Quốc đại lục bước vào mùa lũ chính vào tháng 6 năm nay, các thảm họa lũ lụt có tuyết tan và mưa lớn đã xảy ra ở một số khu vực và đã gây ra lở đất và dòng chảy của các sông khác nhau đã tăng lên đáng kể và một số đập đang gặp nguy hiểm. Tân Hoa Xã dẫn lời Giang Jilang, Giám đốc Văn phòng Kiểm soát lũ lụt và hạn chế của Sở Tài nguyên nước Tân Cương cho biết trong 2 tuần qua, hơn 40 trận lốc xoáy đã xảy ra nhiều khu vực khác nhau của Tân Cương, khiến 51 người chết và thiệt hại nặng nề về kinh tế. Theo báo cáo, một trận lũ quét ở thung lũng sông Ly đã giết chết 27 người và 3 người bị thương, đồng thời gây ra 84 vụ lở đất và lở bùn do lũ lụt. Từ mấy ngày nay, mưa và tuyết đã xảy ra ở vùng Hami ở phía đông Tân Cương, vùng Athay ở phía bắc, ở vùng Sasu ở phía nam, kèm theo sét và mưa đá ở một số khu vực. Một trận lũ lớn đã xảy ra trên sông Weigan ở phía nam Tân Cương và tình hình ở hạ lưu hồ chứa Kinjin trở nên căng thẳng. Yang Yania cho biết năm nay hiếm có trận mưa lớn trên diện rộng ở Tân Cương. Lượng mưa lớn ở một số khu vực, đặc biệt là sự hội tụ của mùa lũ xuân và thời kỳ băng tuyết, lượng mưa tập trung là nguyên nhân chính dẫn đến lũ lụt thường xuyên. Đồng thời, trong những năm gần đây, do việc khai hoang đồng cỏ trên các sườn núi ở một số vùng, việc đào bừa bãi các loại thuốc nam để phá hoại thảm thực vật, thiếu cây cối trên sườn núi, mưa nhiều đã gây ra các thảm họa địa chất như sạt lở đất và lở núi. Các thiệt hại khác nhau do lũ lụt ở Tân Cương gây ra trung bình hơn 1 tỷ nhân dân tệ mỗi năm. Theo dự báo của Cục Khí tượng Tân Cương, lượng mưa ở một số khu vực trong thời gian tới sẽ còn rất nhiều, tình hình phòng chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai sẽ còn gặp rất nhiều khó khăn. Thưa quý vị, lũ lụt Trung Quốc lại tiếp tục căng thẳng ở phía Tây Nam khi có tới 12 con sông, mực nước vượt mức cảnh báo, mưa lớn đã dẫn đến lũ lụt trên 4 con sông ở Trùng Khánh, phía Tây Nam Trung Quốc khiến hơn 2.000 người phải sơ tán. Tân Hoa Xã đưa tin ngày hôm nay.
Thống kê từ trạm quan trắc thủy văn Trùng Khánh cho thấy, từ 8 giờ sáng hôm qua đến 8 giờ sáng ngày hôm nay, 9 quận huyện bị ảnh hưởng bởi mưa bão và mực nước của 12 con sông vượt mức cảnh báo. Tại huyện Vũ Khê, Trùng Khánh, hơn 270 cửa hàng bị ngập do mưa triền miên. Công an địa phương và cơ quan cứu trợ khẩn cấp đã phối hợp thành lập các đội cứu hộ để giúp các chủ cửa hàng chuyển vật liệu và sơ tán những người bị mắc kẹt đến khu vực an toàn. Cho đến nay, hơn 1.800 người trong huyện đã được sơ tán. Mưa bão cũng đã gây ra thiên tai và gián đoạn giao thông trong huyện. Nguồn điện và viễn thông ở một số vùng nông thôn đã bị ảnh hưởng. Mưa lớn dự kiến sẽ tiếp tục ở các khu vực của Trùng Khánh cho đến ngày mai. Bộ Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Cứu trợ An Án, thành phố đã yêu cầu các quận, huyện và các sở liên quan tăng cường giám sát mưa, thực hiện công tác cứu hộ khẩn cấp và cứu trợ thiên tai, đồng thời di rời những người bị ảnh hưởng. Hồi giữa tháng trước, nhiều tỉnh thành của Trung Quốc đã trải qua đợt lũ lụt tồi tệ. Tỉnh Hà Nam, Trung Quốc có hơn 350 người chết và 60 người mất tích kể từ đợt mưa bão và lũ lụt giữa tháng trước. Ngày hôm nay, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc đã gia hạn cảnh báo xanh về mưa bão ở nhiều khu vực của đất nước, thúc giục sẵn sàng các biện pháp phòng ngừa. Từ 8 giờ sáng hôm nay đến 8 giờ sáng ngày mai, dự kiến có mưa lớn ở Tứ Xuyên, Thiểm Tây, Sơn Tây, Hà Bắc, Hà Nam và Sơn Đông. Các khu vực phía đông của tỉnh Sơn Đông sẽ có lượng mưa lên tới 120-150mm. Các khu vực ven biển Quảng Tây và Quảng Đông cũng như tỉnh đảo Hải Nam sẽ có mưa dông rải rác trong thời gian này. Một số khu vực trong số này có thể chịu lượng mưa trên 60mm/giờ. Trung tâm Khí tượng Quốc gia khuyến cáo chính quyền địa phương chuẩn bị các biện pháp thích hợp để ứng phó với mưa bão, đồng thời nhắc nhở các tài xế về khả năng đường bị ngập nước. Trung Quốc có hệ thống cảnh báo thời tiết được mã hóa theo màu sắc gồm 4 cấp, với màu đỏ là cảnh báo nghiêm trọng nhất, tiếp theo là màu cam, vàng và xanh. 65.000 người bị lũ lụt ở Dương Giang bao vây. Kính thưa quý vị khán giả, theo Southern Metropolitan Daily, do ảnh hưởng của rãnh gió mùa, trời đã mưa rất to ở Dương Giang trong những ngày gần đây. Trời mưa trong 18 giờ liên tục, từ 23 giờ đến 8 giờ 17 phút ngày thứ ba, và lượng mưa đạt mức kinh ngạc 650mm, vượt kỷ lục về lượng mưa tại địa phương, gây ra thảm họa lũ lụt nghiêm trọng trong thành phố. Thống kê sơ bộ về thiệt hại kinh tế trực tiếp lên 127,5 triệu nhân dân tệ. Theo thống kê, trong đợt thiên tai này, có tổng cộng 36 thị trấn trong thành phố bị ảnh hưởng với dân số 318.300 người, 29 làng bị lũ bao vây, hơn 65.000 người bị mắc kẹt và 551 ngôi nhà bị sập. Thảm họa đã khiến 13 người chết và 412.660 hecta cây hoa màu bị ngâm. Một học viên Pháp Luân Công ở Quảng Đông đã cung cấp cho phóng viên thông tin về thảm họa lũ lụt ở thành phố Dương Giang năm ngoái. Truyền hình vệ tinh Phượng Hoàng tin tức hàng trăm nghìn người bị mắc kẹt trong lũ lụt ở Quảng Đông và Quảng Tây. Bước vào mùa mưa lũ, nhiều tỉnh thành phố ở Trung Quốc phải chuẩn bị phòng chống lũ lụt. Những ngày qua, mưa lớn đã gây lũ lụt ở Quảng Đông và Quảng Tây, gây thiệt hại về người và của. Hiện đã có 4 người chết và hàng trăm nghìn người đang bị mắc kẹt trong vùng lũ, tổn thất hơn 100 triệu nhân dân tệ. Trận mưa xối xả ở huyện Yanbai, thành phố Mao Minh, tỉnh Quảng Đông đã gây ra thảm họa. Hơn 1.100 ngôi nhà, 60.000 hecta đất canh tác và nhiều bờ sông bị lũ cuốn trôi, khiến 9 người chết, 3 người mất tích và nhiều người khác bị thương, và hơn 12.000 người bị ảnh hưởng. Khó khăn, thiệt hại về kinh tế lên tới 120 triệu nhân dân tệ. Tại thành phố Dương Giang, 350.000 người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt và 150.000 người bị mắc kẹt. CNN đưa tin, một số khu vực phía nam sông Dương Tử, mưa lớn thường xuyên xảy ra và thời tiết mát mẻ hơn ở phía bắc trong cùng thời kỳ. Hai ngày qua, lượng mưa ngày ở Chu Hải đạt 643,5mm, lượng mưa một lần trong 300 năm và thiệt hại kinh tế trực tiếp là hơn 100 triệu nhân dân tệ. Đồng thời, lượng mưa ngày ở Thâm Quyến là 274,4mm. Điều này cũng phá vỡ kỷ lục lịch sử. Từ 3 ngày nay, hầu hết Giang Nam, hầu hết phía Nam Trung Quốc Quý Châu, phần phía Nam của lưu vực Tứ Xuyên và phần phía Nam của Quảng Tây đã trải qua những trận mưa lớn xối xả, ảnh hưởng đến 800.000 hecta cây trồng ở Zhangjiang, Mao Minh và Zhangjiang, với thiệt hại kinh tế trực tiếp gần 400 triệu nhân dân tệ. Mới đây, một quá trình mưa lớn diện rộng đã xảy ra ở khu vực phía Nam, hơn 1 triệu người ở miền Trung và miền Nam Giang Tây bị ảnh hưởng, 480.000 hecta cây trồng bị ảnh hưởng và thiệt hại kinh tế trực tiếp hơn 200 triệu nhân dân tệ, lượng mưa lớn nhất, mạnh nhất và dài nhất trong năm nay. Trong 7 ngày qua, mưa lớn liên tục tiếp diễn, các nhánh của sông Lưu Giang ở Quảng Tây đã trải qua trận lũ lụt lớn nhất trong lịch sử và lũ xuất hiện trên một số phụ lưu của sông Hoài.
không còn nghi ngờ gì nữa, năm nay trên mảnh đất này lại tiếp tục diễn ra một lần nữa. Người dân địa phương phàn nàn rất nhiều và họ bàn tán rằng chúng tôi đã phạm tội gì vậy, thần trừng phạt Dương Giang. Lũ sông Hoàng Hà khó kiểm soát và hồ chứa Xiang Lang Di lần đầu tiên được đưa vào kiểm soát lũ. Thưa quý vị, năm nay tình hình kiểm soát lũ lụt ở sông Hoàng Hà vẫn còn rất nghiêm trọng. Lần đầu tiên là Wuxian Luhun, 4 hồ chứa được điều động cùng nhau để phát huy hết chức năng kiểm soát lũ của hồ chứa. Năm nay, hồ chứa Xiang Lang Di sẽ chính thức được đưa vào kiểm soát lũ lụt của sông Hoàng Hà lần thứ 2 sau 10 năm. Điều này sẽ cải thiện đáng kể tỷ lệ sử dụng của khả năng kiểm soát lũ lụt. Sau khi điều động chung 4 hồ chứa, tổng lượng lũ tích có thể lên tới khoảng 13,5 tỷ mét khối. Trước khi hoàn thành hồ chứa Xiang Lang Di, 3 hồ chứa là Samesia, Luhun và Wuxian chịu trách nhiệm chính trong việc giữ lại các trận lũ lớn ở hạ lưu sông Hoàng Hà. Theo người phụ trách, việc vận hành chung 4 hồ chứa có thể nâng cao tiêu chuẩn phòng chống lũ lụt ở hạ lưu sông Hoàng Hà từ sự kiện xảy ra trong 60 năm hiện nay lên mức xảy ra hàng nghìn năm. Đây cũng là một bước đột phá lịch sử trong lịch sử quản trị sông Hoàng Hà. Đồng thời, mặc dù sức mạnh tổng thể của việc kiểm soát lũ sông Hoàng Hà hiện nay đã được nâng cao đáng kể, nhưng tình hình kiểm soát lũ của sông Hoàng Hà vẫn không khả quan, không thay đổi. Lũ lớn hình thành bởi 3 nhánh sông Hoàng Hà là Jihe, Luo và Khuenhe vẫn chưa xảy ra. Dưới sự kiểm soát hiệu quả, lũ vẫn là mối đe dọa đối với lưu vực sông Hoàng Hà. Mưa xối xả ở tỉnh sát biên giới Việt Trung, nhiều người chết mất tích. Quý vị thân mến, trận mưa lớn trên diện rộng đã làm hư hại đường xá, cầu cống cũng như các cơ sở viễn thông và điện lực ở huyện Khâu Bắc của Châu Tự Trị dân tộc Choang, Miêu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, cách biên giới với Việt Nam khoảng 130 km về phía Bắc. Tân Hoa Xã đưa tin, ít nhất 25 người đã thiệt mạng trong trận mưa xối xả khắp miền Nam Trung Quốc ngày hôm qua. Trong số này có 18 người chết trong 2 vụ sập nhà do lở đất ở tỉnh Phúc Kiến, gần bờ biển phía đông của Trung Quốc, 5 người khác chết và 3 người mất tích ở tỉnh Vân Nam, cách đó khoảng 1.200 km ở Tây Nam Trung Quốc. Đài truyền hình nhà nước CCTV đưa tin, 5 trẻ em bị nước lũ cuốn trôi ở huyện Tân Thành thuộc vùng Quảng Tây, 4 người chết và một số người sống sót. Trận mưa đã làm hư hại đường xá, cầu cống cũng như các cơ sở viễn thông và điện ở huyện Khâu Bắc của tỉnh Vân Nam, cách biên giới với Việt Nam khoảng 130 km về phía Bắc. Theo Tân Hoa Xã, tại Phúc Kiến, 15 nạn nhân được tìm thấy trong một tòa nhà xưởng bị sập và 3 người khác trong một tòa nhà dân cư bị sập. Mưa lớn bắt đầu vào tối hôm trước, một ngày tại huyện Vũ Bình, cách thành phố ven biển Hạ Môn khoảng 210 km. Đoạn video đăng tải trên mạng cho thấy đường phố ngập trong bùn lầy và một số đoạn đường bị cuốn trôi một phần. Truyền thông Trung Quốc đưa tin, đợt mưa đã làm hư hại mùa màng, gây mất điện và phá hủy 49 ngôi nhà trong huyện. Hơn 1.700 người đã phải sơ tán. Bộ Thủy lợi Trung Quốc hôm qua đã kích hoạt ứng phó khẩn cấp cấp độ 4 đối với lũ lụt ở các tỉnh miền Nam. Dự báo thời tiết cho thấy mưa dữ dội sẽ trút xuống 8 tỉnh ở miền Nam Trung Quốc trong những ngày tới ở Giang Tây, Chiết Giang, An Huy, Phúc Kiến, Quảng Đông, Hồ Nam và Quý Châu. Mực nước sông ở các tỉnh này có khả năng tăng lên đáng kể và kích hoạt báo động lũ lụt. Bộ Thủy lợi Trung Quốc đã cử một nhóm công tác đến Giang Tây để hướng dẫn công tác ứng phó lũ lụt, sau khi cử một nhóm khác đến Vân Nam hôm qua để kích hoạt ứng phó khẩn cấp cấp độ 4 về lũ lụt ở một số con sông tại đây. Trong khi đó, tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam, vào chiều tối ngày hôm nay đã xảy ra mưa lớn gây ngập úng tại nhiều tuyến phố. Lượng mưa đo được cao nhất lên đến 140mm tại quận Cầu Giấy, vượt công suất thiết kế của hệ thống thoát nước. Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp qua khu vực phía Nam khu vực Đồng bằng Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió trên cao có xu hướng hoạt động mạnh dần, nên từ chiều ngày hôm nay đến ngày mai, thành phố Hà Nội sẽ có mưa rào, có nơi mưa to, kèm dông, lốc, sét, gió giật mạnh. Hôm nay, Trung Quốc kích hoạt phản ứng khẩn cấp để kiểm soát lũ lụt khi mưa lớn kỷ lục trút xuống một số khu vực miền Nam nước này. Hôm nay, theo dự báo thời tiết của cơ quan khí tượng Trung Quốc, những trận mưa như trút nước sẽ trút xuống các khu vực ở Quảng Tây, Quảng Đông, Phúc Kiến, Quý Châu và Vân Nam trong 24 giờ tới, khiến cơ quan này phải gia hạn cảnh báo vàng cấp độ 3 về mưa lớn. Ngoài ra, cảnh báo cam cấp độ 2 về lũ lụt ở các vùng núi đã được Cục Khí tượng Trung Quốc và Bộ Thủy lợi ban hành. Tân Hoa Xã cho hay, các nhóm chuyên gia đã được cử đến Quảng Đông và Quảng Tây để hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng ngừa, bao gồm giám sát thiên tai, tuần tra đê điều, hồ chứa và ngăn chặn lũ lụt.
Các thành phố lớn ở tỉnh Quảng Đông bao gồm Quảng Châu và Chu Hải đã công bố kế hoạch đóng cửa các trường tiểu học và trung học cơ sở cũng như các phương tiện giao thông công cộng trước những trận mưa bão mạnh nhất năm 2022 gây nguy cơ lũ quét và thảm họa địa chất. Các chuyên gia bày tỏ tin tưởng rằng với một cơ chế ứng phó khẩn cấp hoàn thiện hơn và sự chuẩn bị sớm, Quảng Đông khó có thể lặp lại thảm kịch đại hồng thủy ở Trịnh Châu năm ngoái. Các nhà dự báo thời tiết ở Quảng Đông cho biết tỉnh này dự kiến sẽ có mưa lớn trong ngày tới, trong đợt mưa có thể là mạnh nhất, rộng nhất và kéo dài nhất trong năm nay, thậm chí có thể phá vỡ kỷ lục hàng ngày ở một số nơi trong khu vực. Theo Hoàn Cầu Thời báo, hơn 50 cảnh báo mưa bão đã được đưa ra ở Quảng Đông, trong đó có 11 cảnh báo đỏ cấp độ 1. Trung Quốc có hệ thống ứng phó khẩn cấp kiểm soát mưa bão, lũ lụt 4 cấp theo màu sắc, với cấp độ 1 màu đỏ là nghiêm trọng nhất, tiếp đến là cam, vàng và xanh. Hai ngày qua, gần một nửa số thành phố và huyện trong tỉnh Quảng Đông chìm trong những trận mưa như chút nước, không có dấu hiệu suy yếu. Để giảm thiểu ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân, Quảng Châu và Chu Hải, hai thành phố lớn của Quảng Đông đã ra lệnh cho tất cả các trường tiểu học và trung học cơ sở tạm dừng các lớp học, đồng thời khuyến cáo người dân làm việc tại nhà và hạn chế ra ngoài trừ khi cần thiết. Các tuyến xe buýt công cộng và tàu điện ngầm bị ảnh hưởng bởi lũ lụt đã bị đình chỉ. Chính quyền Quảng Châu cũng khuyến cáo người dân mua thực phẩm và các nhu cầu thiết yếu cho cuộc sống trong 2 ngày để đề phòng, được thông báo và chuẩn bị đầy đủ. Nhiều người dân Quảng Châu nói đùa rằng họ đã chuẩn bị kỹ lưỡng đến mức họ vui mừng trước cơn mưa hơn là sợ hãi, bày tỏ niềm tin và phản ứng nhanh chóng của chính quyền trước những rủi ro tiềm ẩn. Giải thích về lý do mưa lớn bất thường ở Quảng Châu vào thời điểm này trong năm, Wang Wenchen, nhà nghiên cứu tại Viện Vật lý Khí quyển thuộc Viện Khoa học Trung Quốc cho biết, thông thường, gió mùa của Trung Quốc là từ Thái Bình Dương mang theo một lượng lớn hơi nước. Khi không khí nóng và ẩm gặp không khí lạnh từ phía Bắc, nước này sẽ tạo thành mưa lớn. Quảng Đông và Quảng Tây của miền Nam Trung Quốc là cửa ngõ đón những đợt gió mùa như vậy. Do đó, lượng mưa sẽ tương đối lớn về quy mô và số lượng. Ông Wang Genchen lưu ý rằng, thông thường mùa mưa bão ở Trung Quốc xảy ra vào tháng 8 và tháng 9, nhưng năm nay lại sớm hơn. Nguyên nhân là do các phong lạnh ở các vùng phía Bắc Trung Quốc tồn tại lâu hơn và mạnh hơn những năm trước tràn xuống miền Nam và gặp gió mùa. Các khu vực cấp tỉnh khác ở Nam hoặc Tây Nam Trung Quốc như Quảng Tây, Vân Nam và Quý Châu đã chìm ngập trong những trận mưa như chút nước. Theo dữ liệu của thành phố Quế Lâm, Quảng Tây, lũ lụt cho đến nay đã ảnh hưởng đến 6.618 người. Tuy nhiên, ông Wang tin rằng các tỉnh miền Nam nước này đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm đối phó với thời tiết khắc nghiệt như vậy và các cơ chế ứng phó khẩn cấp đã tương đối hoàn thiện ở đó, nên khó có khả năng đợt mưa lần này sẽ gây ra thiệt hại lớn như những gì Trịnh Châu ở tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc đã trải qua vào tháng 7 năm ngoái. Đợt mưa lớn chưa từng có đổ bộ vào Trịnh Châu dẫn đến lũ lụt kỷ lục, gây thiệt hại nặng nề về tính mạng và tài sản của người dân. Gần 15 triệu người bị ảnh hưởng, 398 người chết và mất tích ở Hà Nam, thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 120 tỷ nhân dân tệ, khoảng 17,8 tỷ đô la Mỹ. Vài ngày trước, một trận lũ quét nghiêm trọng đã xảy ra ở huyện Đại Đồng, thành phố Tây Ninh, tỉnh Thanh Hải. Tin mới nhất cho biết, lũ quét đã làm ít nhất 33 người chết, 13 người mất tích, 23 người được tìm thấy và 6.245 người bị ảnh hưởng. Dân làng cho biết họ đã không được thông báo trước khi vụ việc xảy ra. Tối qua, báo cáo chính thức cho biết, tính đến 17 giờ ngày hôm qua, lũ quét đã làm 33 người chết, 23 người được tìm thấy và 13 người vẫn mất tích. Vào ngày hôm nay, cuộc họp báo về trận lũ quét ở huyện Đại Đồng, thành phố Tây Ninh cho biết, từ tối ngày hôm trước đến 0 giờ ngày hôm qua, mưa lớn ở thị trấn Thanh Lâm và thị trấn Thanh Sơn của huyện Đại Đồng, thành phố Tây Ninh đã gây ra lũ quét, lũ lụt, sạt lở đất, làm 3 thị trấn, 1.617 hộ với 6.445 nhân khẩu của 7 thôn bị ảnh hưởng. Tính đến thời điểm đó, trận lũ quét đã làm 19 người chết, 24 người mất tích, 20 người còn lại chưa được tìm thấy. 3 nhà bị cuốn trôi, hư hỏng gần hết 18 nhà. Những thiệt hại về nhà, cửa, đường xá, cầu cống, sông ngòi vẫn cần được thống kê. Theo báo cáo, có 3 nguyên nhân dẫn đến thảm họa, đó là độ bão hòa của nước trong đất, mưa cường độ cao và thời gian mưa ngắn, lòng thung lũng hẹp của sông Sa Đai ở thị trấn Thanh Sơn. Cư dân mạng tỏ ra nghi ngờ về nhận định này. 1. Tại sao thông tin cảnh báo thời tiết lại được đưa ra muộn như vậy? 2. Tại sao lại không có thu hút được sự chú ý dù biết rằng tháng này mưa liên tục và nặng hạt như vậy? 3. Tại sao lại lòng sông và môi trường sống có được bảo vệ tốt không?
Trước đó, đoạn video được đăng tải trên mạng cho thấy, tại hiện trường mọi thứ bị nước lũ cuốn trôi, ô tô bị cuốn lật úp nửa thân xe, đường ngập, nền đường hư hỏng. Phóng viên của Đại Kỷ Nguyên đã liên lạc với một số người đàn ông thuộc Ủy ban thôn Thượng Dương Sơn, thị trấn Thanh Lâm, khu tự trị Đại Đồng Huy và Tu, thành phố Tây Ninh vào sáng ngày hôm nay. Người đàn ông cho biết họ không được thông báo trước trận lũ quét, mọi người bị cuốn trôi vào nửa đêm khi họ đang ngủ. Thật đáng sợ, những người chết và mất tích bị cuốn trôi vào nửa đêm khi họ đang ngủ. Anh Chen ở thị trấn Kia Tu, huyện tự trị Đại Đồng Huy và Tu, thành phố Tây Ninh cũng cho biết hôm đó trời bất ngờ mưa to. Những người bị cuốn trôi đều là những người sống gốc gác ở nông thôn bị cuốn trôi khi họ đang ngủ. Ông Chen cho biết số người chết đang tăng lên. Ông nghe nói rằng tính đến 2 giờ 30 phút ngày hôm qua, 26 người đã chết và hơn 30 người mất tích. Đại Kỷ Nguyên không thể xác minh con số này một cách độc lập. Kênh video Green Hornet thuộc Nhật báo Thanh niên Trung Quốc đưa tin, một đội cứu hộ đã chứng kiến nơi xảy ra thảm họa. Anh kể rằng có một gia đình lâm vào hoàn cảnh khốn khó, chỉ còn một cánh cổng sắt, còn ngôi nhà phía sau cánh cổng sắt thì không có ai, cả gia đình 4 người cũng biến mất. Anh cho biết những ngôi nhà rất gần sông đã bị cuốn trôi và những ngôi nhà cao hơn vẫn còn đó. Nhiều thứ bị đè xuống, người dân khi bị giật khỏi đống đổ nát không còn dấu hiệu sinh tồn. Tờ China News Weekly đưa tin một số nạn nhân là dân làng vào núi chăn thả gia súc. Một người dân ở thị trấn Quinlin cho biết thảm họa ở thị trấn tập trung ở làng Miangele. Những người chăn gia súc trong làng đưa con cái vào núi chăn gia súc. Chúng bị lũ cuốn trôi vào ban đêm và hiện vẫn chưa xác định được tung tích. Li Kaidang, 44 tuổi, ở làng Shandai, thị trấn Thanh Sơn cũng chăn gia súc trên núi. Khi lũ quét ập đến, anh được người dân đang ngủ trong lều đánh thức dậy. Sau trận lũ quét, chỉ còn 2 người trong gia đình 6 người của anh. Khi anh lên núi chăn thả, bố mẹ, vợ và các con ở bản dưới chân núi. Khi lũ về, vợ và 2 con trai lớn 18 tuổi, con trai út 12 tuổi đang ngủ, cũng bị lũ cuốn trôi. Chỉ còn người cha sống sót. Sáng ngày hôm sau, thi thể của mẹ Li Kai đã được tìm thấy. 3 trong số 5 ngôi nhà bằng gạch bê tông của ông bị cuốn trôi, hơn 10 chuồng bò bị cuốn trôi hoàn toàn. Ngoài ra, từ 8 giờ tối ngày hôm qua đến 6 giờ sáng ngày hôm nay, tại thị trấn Xiaohe, huyện Sompan, tỉnh Apa, tỉnh Tứ Xuyên, đã xảy ra mưa lớn gây lũ quét. Tờ Southern Metropolitan Daily cho biết lượng mưa lớn đã gây ra sự gián đoạn đối với cơ sở hạ tầng như đường xá, thông tin liên lạc và điện. Theo báo cáo, Xia Zhao, một cư dân cạnh sông Fujiang ở thị trấn Xiaohe, cho biết mẹ của anh đã dặn anh không được ngủ để đề phòng lũ lụt bên ngoài. Một số người hàng xóm thậm chí còn bật nhạc lớn để nhắc nhở mọi người không ngủ quên. Gia đình Xiao Zhao đợi đến khi lũ rút lúc 3 giờ sáng rồi mới chìm vào giấc ngủ. Mưa lớn ở Quảng Đông trong nhiều ngày và các sông ngập lụt. Theo Đại Kỷ Nguyên đưa tin, vào tỉnh Quảng Đông ở Trung Quốc đại lục đã trải qua lượng mưa lớn trong 8 ngày liên tiếp. Theo dữ liệu thủy văn mới nhất của Cục Thủy văn Quảng Đông, Bắc Giang, Đông Giang, Hán Giang và nhiều mực nước của các sông lớn và sông nhỏ đã dâng lên theo những cách khác nhau và sông Tây Giang đã trải qua trận lụt lớn nhất trong năm nay. Tân Hoa Xã hôm nay đưa tin, do lượng mưa trên diện rộng ở lưu vực sông Tây Giang và lượng nước lớn từ thượng nguồn đổ về, trạm thủy văn Ngô Châu ở biên giới Quảng Tây và Quảng Đông đã đạt mực nước cảnh báo là 15m vào sáng hôm qua. Chiều qua, mực nước theo thời gian thực của trạm thủy văn Ngô Châu là 15,66m, cao hơn 0,66m so với mực nước cảnh báo. Theo báo cáo mới nhất của Cục Thủy văn tỉnh Quảng Đông, mực nước đỉnh lũ là 16,02m đã đi qua trạm thủy văn Ngô Châu vào giữa đêm hôm qua và sáng sớm nay và đi qua trạm thủy văn Gao Yao ở tỉnh Quảng Đông sáng nay. Các chuyên gia thủy văn cho biết đây là trận lũ lụt lớn nhất ở Tây Giang trong năm nay. Người ta chỉ ra rằng mặc dù hiện tại không có lũ lụt lưu vực sông nào xảy ra ở tỉnh Quảng Đông, nhưng đã có lũ lụt cục bộ ở một số khu vực ở phía Tây Quảng Đông, lũ lụt trên đường phố của một số thành phố ở đồng bằng sông Châu Giang và sạt lở đất ở một số khu vực ở phía Đông Quảng Đông gây ra chết người và bị thương.
Thưa quý vị, hôm nay Đại Kỷ Nguyên cũng đưa tin đã có báo cáo về lũ lụt lớn ở nhiều tỉnh ở Trung Quốc đại lục, Hồ Nam, Quảng Đông, Giang Tây và các tỉnh, thành phố khác đã phải hứng chịu thảm họa nặng nề ở Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử. Trên đất liền sẽ lại bước vào thời kỳ mưa, với mưa vừa đến mưa to và xối xả cục bộ ở hầu hết các khu vực phía Nam sông Dương Tử và Bắc Nam Trung Quốc. Và công tác kiểm soát lũ sẽ ráo riết hơn. Tân Hoa Xã dẫn lời đài quan sát khí tượng trung ương cho biết, do ảnh hưởng của luồng không khí ấm và ẩm và không khí lạnh yếu ở phía Tây Nam, khi quá trình mưa lại xảy ra ở Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử, trong 2 ngày tới của khu vực phía Đông và khu vực Tây Nam sẽ duy trì mưa liên tục, trong đó có mưa vừa đến mưa to ở phía Tây Vân Nam và trung tâm Quý Châu, mưa to đến rất to, cục bộ có mưa xối xả. Báo cáo cũng cho biết đến thời điểm đó sẽ có gió mạnh ở hầu hết các khu vực Đông Bắc của Nội Mông và sẽ có cát hoặc bụi ở một số khu vực. Sông Dương Tử vượt mức cảnh báo, Trung Quốc ứng phó khẩn. Thưa quý vị, hôm nay 8 trạm đo thủy văn dọc sông Dương Tử cho thấy mực nước vượt ngưỡng cảnh báo khi Trung Quốc bước vào mùa lũ lụt năm nay từ đầu mùa lũ. Thời báo Hoàn Cầu đưa tin Ủy ban sông Dương Tử của Bộ Thủy lợi Trung Quốc đã phát động ứng phó khẩn cấp cấp độ 4 để phòng chống lũ lụt ở sông Dương Tử, nơi mực nước của các trạm kiểm soát chính ở Trung Lưu và Hạ Lưu cao hơn khoảng 2,5 đến 4,6 m so với mức lịch sử và cao hơn từ 4,9 đến 7,8 m so với cùng kỳ 2 năm trước. 8 trạm đo thủy văn dọc sông Dương Tử cho thấy mực nước vượt ngưỡng cảnh báo, chủ yếu dọc theo các nhánh chính của Hồ Bà Dương. Lượng nước đổ vào Hồ Bà Dương từ 5 con sông đã vượt quá 35.000 mét khối mỗi giây. Bộ Thủy lợi cho biết Trung Quốc bước vào mùa lũ lụt chính sau khi hứng chịu một loạt trận mưa lớn ở miền Nam kể từ tháng 5. Theo dự báo thời tiết, trong những ngày tới, một đợt mưa lớn sẽ xuất hiện ở các khu vực miền Nam Trung Quốc, có thể gây lũ lụt vượt quá mức cảnh báo trên sông Tương Giang ở tỉnh miền Trung Hồ Nam và 4 con sông ở các tỉnh miền Đông Giang Tây, Phúc Kiến và khu tự trị Choang Quảng Tây ở miền Nam. Lũ lớn hơn có thể xuất hiện trên một số sông vừa và nhỏ ở vùng có mưa dông. Tại Giang Tây, mực nước của Hồ Bà Dương được gọi là quả thận của sông Dương Tử đã đạt mức trên 18,7 m đến gần đến mức cảnh báo lũ 19 m, sớm hơn một tháng so với các năm trước. Theo quan sát của Viện Nghiên cứu Thông tin Hàng không Vũ trụ thuộc Viện Khoa học Trung Quốc, tại Hồ Nam, các cơ quan thủy lợi địa phương và Cục Thủy văn sông Dương Tử đã cùng thực hiện một cuộc diễn tập giám sát khẩn cấp tại đoạn sông dọc theo sông Tương Giang để ứng phó với cảnh báo lũ lụt. Cuộc diễn tập nhằm mô phỏng một tình huống trong đó mưa lớn gây ra lũ lụt lớn ở hạ lưu sông Tương Giang dẫn đến sạt lở bờ biển, nước tràn vào các thành phố và gây ra sự cố ô nhiễm. Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho biết đã chuẩn bị đầy đủ để đối phó với mùa mưa lũ sắp tới. Theo ghi nhận, tình hình lũ lụt Trung Quốc trong tháng này vẫn nằm trong mức bình thường, tương tự như các năm trước, tuy nhiên vẫn có khả năng diễn biến xấu đi. Miền Nam Trung Quốc đã chứng kiến lượng mưa lớn và mực nước dâng cao trên các con sông lớn kể từ giữa tháng. Tân Hoa Xã cho hay bất chấp điều kiện thời tiết khắc nghiệt và âu thuyền phía bắc của con đập bị đình chỉ 35 ngày để bảo trì, tổng lượng hàng hóa vận chuyển qua đập Tam Hiệp, dự án thủy điện lớn nhất thế giới ở Trung Quốc vẫn tăng 8,94% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo cơ quan hàng hải Tam Hiệp, âu thuyền 5 tầng của con đập đạt kỷ lục hàng ngày là 578.100 tấn và tần suất hoạt động kỷ lục hàng ngày là 35 lần. Trong tháng 8, có tổng cộng 29.706 lượt tàu đi qua âu thuyền tại đập Tam Hiệp, tăng 6,75%, đạt 99,77 triệu tấn. Trong cùng thời gian, thang máy nâng tàu lên xuống ship lift của đập Tam Hiệp vận chuyển được 2,78 triệu tấn. Dự án Tam Hiệp bắt đầu hoạt động vào năm 2003 là hệ thống kiểm soát nước đa năng gồm kiểm soát lũ lụt, vận tải đường thủy và thủy điện. Dự án có đập Tam Hiệp dài 2.309 m, cao 185 m, cùng các âu thuyền 5 tầng ở phía Bắc và phía Nam. Đáng chú ý, máy nâng tàu tại đập Tam Hiệp được thiết kế theo phương thẳng đứng để vận chuyển các tàu vừa và nhỏ. Trước đây, tàu thuyền muốn qua đập Tam Hiệp phải đi qua đường ao tàu, mất từ 3 đến 4 tiếng, nhưng với máy nâng tàu, thời gian này chỉ còn 40 đến 60 phút. Năm 2022, nhà máy thủy điện Tam Hiệp tạo ra 117,8 tỷ kWh, một kỷ lục thế giới mới. Đập Tam Hiệp cũng đã ngăn chặn thành công trận lũ lụt lớn đầu tiên trong năm nay với công suất 41.000 mét khối trên giây nhờ những dự đoán và chuẩn bị khoa học chính xác. Lũ lụt tràn về hồ chứa Tam Hiệp ở Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc.
Trước đó, nhà điều hành dự án đã hạ mực nước của hồ chứa và dành dung tích 800 triệu mét khối để chứa nước lũ. Hoàn Cầu Thời báo dẫn thông tin từ đập Tam Hiệp. Do lượng mưa lớn được ghi nhận trong khoảng thời gian 3 ngày ở thượng nguồn và các nhánh của sông Dương Tử, hồ chứa đã chứng kiến dòng nước lũ chảy vào lên đến 10.000 mét khối trên giây. Tập đoàn Tam Hiệp và các cơ sở khí tượng thủy văn địa phương bắt đầu chuẩn bị cho việc ngăn nước lũ một tuần để đảm bảo an toàn cho đập Tam Hiệp. Năm 2021, sông Dương Tử hứng chịu nhiều đợt lũ nghiêm trọng. Đập Tam Hiệp cùng với một số hồ chứa nước đã chứa thành công tổng cộng 39,8 tỷ mét khối lũ, chiếm hơn 60% tổng số lũ được ngăn chặn ở thượng lưu và trung lưu sông Dương Tử. Hồ Ô Đông Đức, một dự án thủy điện lớn khác ở thượng nguồn sông Dương Tử, cũng đã tham gia ngăn lũ chung với các đập Khê Lạc Độ và Hướng Gia Bá trong mùa lũ năm ngoái. Các đập sẽ hoạt động cùng với đập Tam Hiệp để ngăn chặn lũ lụt tiềm tàng ở trung và hạ lưu sông Dương Tử. Lũ lụt tàn phá Trung Quốc, 25 người thiệt mạng. Kính thưa quý vị khán giả, mưa lớn và bão khiến Trung Quốc chịu thiệt hại nặng nề về tài sản và hàng nghìn cư dân phải sơ tán. Theo báo cáo của tỉnh Cam Túc, 25 người đã thiệt mạng và hơn 1 triệu người tại địa phương này bị ảnh hưởng do mưa lớn và lũ lụt kéo dài trong suốt tuần qua. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cảnh báo mưa rào sẽ xuất hiện nhiều hơn trên cả nước vào hôm nay, khiến tỉnh Tứ Xuyên ở phía Tây Nam có nguy cơ lũ lụt và sạt lở đất. Theo Reuters, 15 đường cao tốc ở tỉnh Tứ Xuyên đã ngừng hoạt động do ngập lụt và một cây cầu bị sập. Tính đến ngày hôm qua, lũ lụt đã gây thiệt hại tới 2,4 tỷ nhân dân tệ, hơn 433 triệu đô la Mỹ cho tỉnh. Theo Bộ Tình trạng Khẩn cấp, thành phố Trùng Khánh gần đó hôm qua cũng phải sơ tán hơn 80.000 dân. Cơ quan khí tượng cho biết lượng mưa có thể vượt mức 80mm trên giờ tại một số khu vực, đồng thời cảnh báo lũ lụt ở phía Đông Bắc, kêu gọi chính quyền ngừng các hoạt động ngoài trời và đề phòng sập đổ các cơ sở hạ tầng. Ngay cả vùng Nội Mông, vốn khô cằn và thường xuyên hạn hán cũng bị cảnh báo có thể xuất hiện lũ lụt. Mực nước trên sông Trường Giang, con sông lớn trải dài qua nhiều khu vực như Vân Nam, Giang Tô và Thượng Hải đã tăng mạnh và gây ngập lụt ở nhiều địa phương, đồng thời đưa nước vào đập Tam Hiệp khiến khối lượng nước tại đây sắp chạm tới mức kỷ lục. Mưa lớn cũng khiến sông Hoàng Hà ở miền Bắc Trung Quốc bị vỡ đê, cản trở hoạt động một đoạn đường sắt ở tỉnh Thiểm Tây. Mưa lớn, nắng nóng và lốc xoáy tấn công siêu đô thị phía Nam Quảng Châu trong tuần này đã khiến hàng triệu người phải di rời, tài sản và đất canh tác bị hư hại. Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc hôm vừa qua đưa tin, miền Nam Trung Quốc dự kiến sẽ có những trận mưa xối xả từ nay đến giữa tháng, trong khi vẫn chưa có biện pháp giải quyết ngay lập tức cho khu vực rộng lớn và đông dân bị ngập lụt trong những trận mưa như chút trong tuần qua. Các nhà chức trách đã đưa ra cảnh báo về các hiện tượng thời tiết cực đoan ngay từ đầu mùa lũ. Trước mùa mưa, báo hiệu chuyển mùa từ xuân sang hè. Truyền thông địa phương đưa tin vào cuối ngày thứ Năm, một trận lốc xoáy đã tàn phá các khu vực của Quảng Châu vốn đang hứng chịu lượng mưa kỷ lục, cắt đứt nguồn điện cho hơn 6.800 người dùng ở thành phố rộng lớn phía Nam này. Theo truyền thông địa phương ở Quảng Châu, mực nước nguy hiểm với sóng cao ở lưu vực sông Châu Giang khiến chính quyền trung ương phải cử nhân viên phòng chống lũ lụt đến hỗ trợ. Một địa điểm quan sát trong thành phố đã ghi nhận một con sóng cao 2,45 mét hôm thứ Bảy vừa qua, cao nhất trong 22 năm. Cơ quan dự báo thời tiết ở tỉnh Phúc Kiến gần đó hôm qua cảnh báo rằng lượng mưa kỷ lục gần đây sẽ kéo dài sang tuần tới, dẫn đến nguy cơ cao xảy ra thiên tai. Cảnh báo thiên tai được các tỉnh khác đưa ra trong tuần này đã thúc đẩy nỗ lực cứu trợ khẩn cấp khi đường phố chìm trong nước, đường cao tốc bị cô lập và đất nông nghiệp bị ngập úng. Trong khi đó, nhiệt độ ở miền Trung và miền Bắc Trung Quốc dự kiến sẽ đạt mức cao bất thường trong tuần tới, lên đến hơn 40 độ C. Thời tiết nắng nóng bất thường đã bao trùm thủ phủ Trịnh Châu của tỉnh Hà Nam, nơi hứng chịu lũ mưa kỷ lục và bị tê liệt bởi lũ lụt kinh hoàng vào mùa hè năm ngoái. Trung Quốc có truyền thống dễ bị lũ lụt nhất. Trong thời gian gần đây, nước này ngày càng chịu nhiều thiên tai hơn do nạn phá rừng bừa bãi, khai hoang các vùng đất ngập nước và tích trữ nước để phát điện và tưới tiêu không có quy hoạch. Nguyên nhân được cho là do biến đổi khí hậu làm gia tăng các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt khi lượng mưa và nhiệt độ đạt mức cao mới.
biến đổi khí hậu đã mang lại những tác động tiêu cực nghiêm trọng đến hệ thống sinh thái tự nhiên của Trung Quốc, tiếp tục lan rộng và thâm nhập vào nền kinh tế và xã hội. Chính phủ cho biết trong chiến lược thích ứng với biến đổi khí hậu quốc gia được công bố hôm đầu tuần, tài liệu cho biết biến đổi khí hậu không chỉ là tạo ra những thách thức lâu dài mà còn khiến Trung Quốc dễ bị tổn thương hơn trước các sự kiện đột ngột và cực đoan. Các bệnh truyền nhiễm, sâu bệnh và thời tiết khắc nghiệt cũng là mối nguy hiểm ngày càng tăng đối với sức khỏe cộng đồng. Tài liệu cho biết chính phủ sẽ hiện đại hóa các hệ thống phòng chống thiên tai liên quan đến khí hậu và giảm tính dễ bị tổn thương của nền kinh tế cũng như các hệ sinh thái tự nhiên. Trung Quốc cũng sẽ đặt mục tiêu xây dựng hệ thống đánh giá rủi ro và tác động khí hậu trên toàn quốc vào năm 2035, đồng thời sẽ yêu cầu các dự án lớn đưa khí hậu vào đánh giá tác động môi trường. Tài liệu cũng đề cập Trung Quốc sẽ tăng cường giám sát tại các sông và hồ để tăng cường kiểm soát lũ lụt và cải thiện an ninh cấp nước. Trung Quốc cũng sẽ cải cách giá nước và áp đặt các mục tiêu tiêu thụ ràng buộc ở các vùng trọng điểm nhằm mục đích cắt giảm cường độ nước. Lượng nước được sử dụng trên một đơn vị tăng trưởng kinh tế 18% trong giai đoạn 2021-2025. Trung Quốc là quốc gia phát thải carbon lớn nhất thế giới, đã cam kết sẽ đưa lượng khí thải nhà kính lên mức đỉnh điểm trước năm 2030 và trung hòa carbon vào năm 2060. Hơn 140 triệu người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở Trung Quốc năm nay. Theo Đại Kỳ Nguyên cho biết, theo bản tin thống kê do Bộ Tài nguyên nước của Trung Quốc đại lục phát hành, dân số bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở đại lục năm nay là 140 triệu người và thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 7,8%, 12,8 tỷ nhân dân tệ. Trang China News hôm nay dẫn báo cáo cho biết trong mùa lũ năm nay, những trận lũ lớn vượt quá mực nước đảm bảo đã xảy ra ở dòng chính của vùng trung lưu sông Dương Tử và khu vực Hồ Đông Tinh, nước dâng cao thứ 3 và thứ 4. Một số con sông vừa và nhỏ như sông Jiu và sông Sun, các nhánh của sông Hàn, sông Zhuanglang và sông Qingyan, các nhánh của sông Hoàng Hà đã trải qua những trận lũ lớn vượt quá kỷ lục lịch sử. Các trận lốc xoáy, lở núi nghiêm trọng và thảm họa dòng chảy mảnh vụn đã xảy ra ở các tỉnh Thiểm Tây, Hồ Nam, Vân Nam và các tỉnh khác. Số liệu thống kê cho thấy dân số bị ảnh hưởng bởi lũ lụt trên toàn châu lục là 140 triệu người, diện tích cây trồng bị ảnh hưởng là 166 triệu hectare, khu vực thiên tai là 102 triệu người và thiệt hại kinh tế trực tiếp là 73,8 tỷ nhân dân tệ, thiệt hại 15,6 tỷ nhân dân tệ đối với các công trình thủy lợi do lũ lụt làm hư hỏng. Hồ Nam, Quảng Tây, Phúc Kiến, Chiết Giang, Giang Tây, Thiểm Tây, Vân Nam và các tỉnh khác bị ảnh hưởng nặng nề nhưng thảm họa lũ lụt nhẹ hơn bình thường. Ngoài ra, hạn hán năm nay là một năm vừa phải đến nghiêm trọng. Các khu vực bị ảnh hưởng bởi hạn hán chủ yếu phân bố ở lưu vực sông Hoàng Hà và các khu vực ven biển Đông Nam, đặc biệt là ở Sơn Đông, Hà Bắc, Nội Mông, Sơn Tây, Thiểm Tây, Hà Nam, Cam Túc, Quảng Đông, Phúc Kiến và các tỉnh khác. Theo báo cáo, diện tích cây trồng bị ảnh hưởng bởi hạn hán trên toàn châu lục là 333 triệu hectare, lớn hơn một chút so với mức trung bình trong nhiều năm kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc thành lập là 1,3 triệu tấn, vượt xa mức trung bình trong nhiều năm kể từ khi thành lập chính phủ. Có thời điểm 19,18 triệu người dân nông thôn và 13,24 triệu gia súc lớn gặp khó khăn về nước tạm thời do hạn hán và 719 thành phố và thị trấn bị thiếu nước do hạn hán, ảnh hưởng đến 31 triệu người. Người ta chỉ ra rằng lưu vực sông Hoàng Hà đã trải qua hạn hán nghiêm trọng vào năm nay và lượng nước đổ vào các khu vực nước chính là 24,1 tỷ mét khối. Đây là năm khô hạn nhất kể từ khi số liệu đo đạc thực tế. Bé gái Hà Nam bị vùi lấp trong 24 giờ và được người mẹ cứu trước khi chết. Theo The Epoch Times đưa tin, trận lũ lụt ở Hà Nam đã giết chết nhiều người, thảm họa do con người tạo ra. Trong thảm họa, nhiều người đã tự cứu mình và cứu nhau. Một trong những người mẹ đã tử vong sau khi cố gắng bế đứa con gái 3 tháng tuổi của mình đến nơi an toàn khi lở đất. Vừa qua, lực lượng cứu hộ đã giải cứu một bé gái đang khóc tại một trang trại ở làng Guangzhongdian, thị trấn Kumiao, thành phố Xinjiang. Cô bé đã bị mắc kẹt dưới đống đổ nát. Một video về em bé được giải cứu đã lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc. Em bé đã được nhanh chóng đến bệnh viện và không ở trong tình trạng nghiêm trọng.
tôi nghe thấy giọng nói của đứa bé và lực lượng cứu hộ đã đến và giải cứu đứa trẻ. Nó bị mẹ ném lên nơi cao hơn. Một thành viên trong gia đình có tên ông Zhao nói với Southern Metropolitan Daily, thi thể mẹ của bé gái vẫn chưa được tìm thấy cho đến hôm thứ Năm, và lực lượng cứu hộ nói với giới truyền thông rằng cô ấy đang ở trong tư thế cứng đơ như thể đang cầm một thứ gì đó khi họ tìm thấy thi thể của cô bé. Một nhân viên cứu hộ tên là Yang nói với giới truyền thông cô ấy đã nâng đứa bé vào thời điểm khẩn cấp nhất, vì vậy đứa bé gái có thể sống sót. Các báo cáo địa phương không nêu tên người mẹ hay đứa trẻ. Ông Zhao cho biết các nỗ lực cứu hộ gặp nhiều khó khăn do lối vào chính của ngôi làng hẻo lánh đã bị nước lũ cuốn trôi. Nhiều ngôi nhà bị mưa lũ tàn phá khiến dân làng bơ vơ. Ông Zhao nói có rất nhiều người già và trẻ em ở Wang Zhongjian và khả năng tự cứu mình của họ rất hạn chế. Nhưng trước đợt lũ lụt hiếm hoi kể từ ngày đầu tuần, các chuyên gia về thủy lợi cho rằng trận lũ lụt ở Trịnh Châu là do chính thức xả lũ trong khi trời đang mưa. Các tài liệu nội bộ ở Trịnh Châu bị lộ trên Internet cho thấy việc xả lũ bắt đầu trước khi lệnh được ban hành. Cư dân mạng bình luận, trích lời một quan chức địa phương ở An Huy cho biết việc xả lũ hồ chứa chỉ có thể được xả ra một cách bí mật và không thông báo cho doanh nghiệp phía hạ lưu hồ lưu ý. Do thiên tai nên không cần đền bù. Nếu nó được thông báo, đó là hành động của chính phủ và mọi thiệt hại sẽ được bồi thường và chịu trách nhiệm. Người dân sẽ phàn nàn rằng chính phủ đã không thực hiện đầy đủ việc cứu hộ. Nếu không được thông báo, đó sẽ là một thảm họa tự nhiên. Sau đó, họ sẽ giả vờ tổ chức các cuộc giải cứu và đặt ra cho công chúng nhân dân sẽ biết ơn. Lũ lụt đã xảy ra ở nhiều nơi trong tỉnh Hà Nam, đặc biệt là ở Trịnh Châu, thủ phủ của Hà Nam. Lượng mưa trong 3 ngày vượt quá lượng mưa trong 1 năm. Từ một số lượng lớn video do cư dân mạng địa phương đăng tải, có thể thấy toàn bộ thành phố như một bom tấn thảm họa ngoài đời thực. Nhiều con đường, kể cả tàu điện ngầm, trở thành sông, người và phương tiện bị cuốn trôi theo sóng và gió. Các phương tiện truyền thông chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc gọi trận lụt là ngàn năm có 102. Vậy tại sao trận lụt chưa từng có này lại xảy ra ở Trịnh Châu? Ngoài thiên tai, những nguyên nhân đằng sau nó là gì? Hôm nay chúng ta hãy cùng Tin Mới tìm hiểu vấn đề này. Thưa quý vị, theo thống kê hiện tại từ Đại Lục, tổng lượng mưa ở Trịnh Châu trong 3 ngày liên tiếp đạt 617,1mm, trong khi lượng mưa trung bình hàng năm ở Trịnh Châu là 640,8mm. Trên Internet liên tục có những người bị thiên tai địa phương gửi tin nhắn SOS. Từ các video trên Internet có thể thấy, các thành phố và làng mạc chìm trong biển nước, đường phố biến thành sông, một số lượng lớn ô tô nổi lềnh bềnh trên mặt nước, một số bị cuốn trôi theo dòng chảy gành thác. Có nhiều điểm sập nền. Trong một đoạn video khi cả hai đang cứu một người bị rơi xuống hố sâu, thì thành hố bất ngờ bị vỡ, người cứu cũng rơi và bị nước cuốn trôi. Cảnh tượng thật đáng sợ. Tại một nhà ga của tuyến số 5 Trịnh Châu, toàn bộ hành khách trên toa tàu đã bị ngập nước tới cổ và ngực và mọi người đang khẩn cấp kêu cứu, trong tàu phải có vài trăm người. Trong báo cáo của mình, China News Daily trích mô tả của một hành khách bị mắc kẹt trên tuyến số 5. Hành khách này cho biết khi tàu đến ga Chùa Bãi Biển, các biện pháp dừng khẩn cấp đã được thực hiện, nhưng đoàn tàu vẫn tiếp tục đi. Vì lối đi dành cho người đi bộ trong tàu điện ngầm quá hẹp nên chỉ có một số người rời khỏi xe, trong khi hầu hết mọi người buộc phải ở trong xe. Sau khi những người trên xe bị mắc kẹt khoảng 4-5 tiếng đồng hồ chờ lực lượng cứu hộ đến, trong quá trình này, một số người lần lượt xuất hiện các triệu chứng thiếu oxy và hạ đường huyết. Trong một đoạn video khác, người ta cũng có thể thấy mọi người đang sơ cứu cho những người nằm trên mặt đất. Ngoài ra còn có những hình ảnh cho thấy một số người nằm trên sân ga tàu điện ngầm và dường như không có dấu hiệu của sự sống. Một số cư dân mạng địa phương cho biết nhiều người đã bị chết đuối do ngập nước ở tàu điện ngầm Trịnh Châu. Một luật sư Đại Lục tên là Yang Xiaoli sau khi thoát khỏi tàu điện ngầm ngập nước đã đăng một thông báo trên WeChat của mình nói rằng lần cuối cùng anh ta sơ tán khỏi tàu điện ngầm là ở Đài Loan vì trận động đất. Lần này anh ta sơ tán khỏi tàu điện ngầm ở Trịnh Châu vì của lũ lụt. Tuy nhiên, điều khác biệt là khi sơ tán ở Đài Loan, các trạm kiểm soát an ninh tàu điện ngầm đều mở trực tiếp, không cần quẹt thẻ, tốc độ di tản rất nhanh. Còn ở Trịnh Châu, chỉ cần quẹt thẻ một cái là xong, bởi điều này cực kỳ bất lợi cho đám đông để di tản càng nhanh càng tốt.
tôi tin rằng nhiều người bạn của tôi sẽ cảm thấy rằng vào thời khắc sinh tử, mỗi giây đang ở trên đường dây quẹt thẻ để vượt qua kiểm tra an ninh tương đương với việc lập rào chắn để thoát thân. Vậy tại sao nhiều hành khách lại bị dính nước trong tàu điện ngầm? Mưa bão lớn như vậy, các ban ngành liên quan không có cảnh báo sớm và làm hồ sơ liên quan sao? Một số cư dân mạng để lại lời nhắn rằng vì tò mò nên họ đã cố gọi điện đến số điện thoại chính thức của Cục Khí tượng tỉnh Hà Nam. Trên thực tế, Cục Khí tượng tỉnh Hà Nam đã đưa ra cảnh báo, thậm chí cảnh báo gần cả tuần. Nhưng đáng buồn thay, chính quyền địa phương dường như không có bất kỳ biện pháp phòng ngừa nào. Một số cư dân mạng ở Nhật phản ứng rằng ở Nhật sẽ có cảnh báo lũ lụt từ lâu, chính quyền sẽ bắt đầu di tản người dân khỏi khu vực nguy hiểm, tàu điện ngầm sẽ đóng cửa, các đài truyền hình lớn cũng thay phiên nhau đưa tin, trực thăng bay khắp nơi trên bầu trời và cảnh báo trên điện thoại di động cũng đổ chuông cảnh báo liên tục. Vào sáng sớm ngày hôm qua, Ủy ban Thành ủy Trịnh Châu của Đảng Cộng sản Trung Quốc thông báo rằng ít nhất 14 người thiệt mạng, 6 người bị thương và được đưa đến bệnh viện do ngập nước tàu điện ngầm. Tuy nhiên, số liệu từ người dân cho biết cao hơn nhiều so với số liệu chính thức, bởi vì nếu số liệu thực được báo cáo thì có thể không đảm bảo chắc chắn rằng quan chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã luôn che giấu số liệu. Vì vậy, chính quyền ông Tập đã làm những gì về việc xây dựng kiểm soát lũ lụt ở Trịnh Châu? Theo báo chí địa phương, Trịnh Châu trở thành dự án thí điểm xây dựng thành phố bờ biển của tỉnh và đề xuất đầu tư 53,48 tỷ nhân dân tệ để xây dựng dự án thành phố bờ biển. Đến nay, khu vực của Trịnh Châu, khu vực tuân thủ thành phố bờ biển đã chiếm 23,6% khu vực thành thị. Cái gọi là thành phố bờ biển đề cập đến một khái niệm quản lý nước mưa đô thị thế hệ mới, còn được gọi là thành phố đàn hồi nước, tức là khi trời mưa, nó có thể hấp thụ, lưu trữ, thấm và làm sạch nước, sau đó giải phóng lượng nước trữ khi cần sử dụng. Người ta nói rằng 70% lượng mưa có thể được hấp thụ và sử dụng cục bộ và tiêu chuẩn kiểm soát lũ có thể được nâng lên một lần trong 200 năm. Chỉ một tháng trước, tin tức buổi tối Trịnh Châu vừa đưa tin rằng trước khi trở thành một thành phố bọt biển, Trịnh Châu đã cam kết xây dựng một thành phố bọt biển thở và đưa ra một loạt các hướng dẫn và phương pháp. Trịnh Châu đang xúc tiến việc xây dựng các thành phố bọt biển. Kinh nghiệm quý báu đã được tích lũy trong khu vực và hiện nay tình trạng ngập úng đô thị đã được giảm bớt và cải thiện hiệu quả môi trường sinh thái. Điều này nghe qua có thể chứng minh rằng khả năng kiểm soát lũ lụt và thoát nước của Trịnh Châu, một thành phố bọt biển là khá tốt. Tuy nhiên, cơn mưa này dường như đã xuyên thủng huyền thoại này. Tuy nhiên, một số chuyên gia nói với truyền thông đại lục rằng trận mưa lớn ở Hà Nam lần này là rất hiếm và không thể giải quyết được bằng một thành phố bờ biển. Trang web chính thức của Sở Tài nguyên nước tỉnh Hà Nam cũng đề cập rằng trận mưa lớn ở Hà Nam lần này là sự kiện 5.000 năm mới có một lần. Mặc dù không biết cách nào mà Sở Tài nguyên nước tỉnh Hà Nam biết được những ghi chép về lượng mưa từ thời Tam Hoàng và Ngũ Hoàng cho đến nay, nhưng chúng ta có thể cảm nhận được thông điệp mà Sở Tài nguyên nước muốn truyền tải, đó là thời tiết là lỗi do công tác chống ngập kém của thành phố. Không còn nghi ngờ gì nữa, đợt mưa lũ lần này phải liên quan đến trận mưa siêu lớn mà nguyên nhân chính hơn cả là sự thiếu hụt bẩm sinh và quy hoạch hệ thống thoát nước đô thị không phù hợp. Chúng ta có thể thấy rằng hầu như hàng năm vào mùa mưa đều có lũ lụt tại các thành phố ở Trung Quốc đại lục, hệ thống kỹ thuật phòng chống úng vẫn cần được cải thiện. Trong cuốn tiểu thuyết Những người khốn khổ, nhà văn Pháp Hugo đã gọi những chiếc cống của thành phố là lương tâm của thành phố cách đây hơn 100 năm. Tuy nhiên, đối với một số nhà hoạch định đô thị ở Trung Quốc, dự án bộ mặt của thành phố có thể quan trọng hơn. Vì vậy, xét về mức độ huy hoàng của xây dựng thành phố, nhiều thành phố ở Trung Quốc ngày nay có thể nói là không kém gì châu Âu và Hoa Kỳ. Tuy nhiên, đối với hệ thống thoát nước ngầm có thể do trời không mưa, không ai nhìn thấy nên một số cán bộ địa phương không quan tâm. Ngoài ra, cũng có nhiều người nghi ngờ rằng lũ lụt trên đường phố Trịnh Châu có thể liên quan đến việc xả lũ từ hồ chứa Trang Giang ở thượng nguồn. Bà Vương, cư dân Trịnh Châu cho biết trong một cuộc phỏng vấn với CCTV rằng chính phủ đã không đưa ra cảnh báo sớm trước khi xả lũ và tàu điện ngầm vẫn không ngừng chạy. Người phụ nữ nói rằng lũ lụt thực sự của tàu điện ngầm vào lúc 5 hoặc 6 giờ tối và áp lực nước đột ngột tăng lên, điều này hơi kỳ lạ. Nếu như trước đây mưa lớn như vậy, mực nước là quá trình dâng lên từ từ và nó không thể đột ngột nghiêm trọng như vậy trong một giờ.
Ngoài ra còn có những bức ảnh chụp thực tế của người dân Trịnh Châu tại trung tâm thành phố Trịnh Châu vào trưa ngày hôm đó. Chỉ trong khoảng nửa tiếng đồng hồ, toàn bộ tuyến đường bất ngờ bị ngập, chứng tỏ lũ không phải do mưa lớn mà có thể là do một trận lụt bất ngờ. Ông Wang Weilu, một chuyên gia về bảo tồn nước sống ở Đức, tin rằng tất cả lũ lụt ở Trung Quốc đều là do con người tạo ra, bởi vì lũ lụt ở Trung Quốc đến từ bàn tay của con người và số lượng lũ lụt có thể được kiểm soát bởi con người. Nó sẽ được xả ra một chút nữa, uy hiếp đối với hạ lưu càng lớn. Về phần có bao nhiêu người đã chết, hiện tại căn bản không có báo cáo. Quý vị thân mến, đợt mưa lũ này còn dẫn đến mất điện, mất nước, mất mạng. Có người bị điện giật do gặp đường dây cao thế chìm trong nước. Mưa lũ cũng gây ra một vụ nổ lớn, một xí nghiệp nhôm điện phân ở thành phố Đăng Phong, Trịnh Châu do lượng nước lớn đổ vào bể nhôm điện phân của xưởng. Nhiệt độ cao và nước gây ra một vụ nổ dữ dội. Bạn có thể thấy một làn sóng xung kích cực lớn từ video. Ngọn lửa bốc lên bầu trời và cảnh tượng thật đáng sợ. Trong chữ Hán có nghĩa là tai họa, có nước ở trên và lửa ở dưới. Đối mặt với một thảm họa lớn như vậy, nỗ lực cứu hộ chính thức như thế nào? Phương tiện truyền thông chính thức Tân Hoa Xã cho biết trong một bài báo lúc 4 giờ sáng ngày hôm sau, với sự chấp thuận của Bộ Tư lệnh Nhà hát Trung ương, 730 chỉ huy, 1.159 sĩ quan và binh sĩ cảnh sát vũ trang và hơn 60 phương tiện đã được điều động. Tuy nhiên, ngược lại, vào lúc 9 giờ tối ngày hôm đó, blog nhỏ mạng truyền hình quân sự Trung Quốc của quân đội Trung Quốc đăng tải rằng trận mưa đã ập đến Trịnh Châu và gây mất điện và buổi diễn tốt nghiệp tại khuôn viên quân đội pháo binh và không quân Trịnh Châu. Học viện quốc phòng buộc phải đình chỉ, vì vậy hàng trăm sinh viên tốt nghiệp bật điện thoại di động và hát, nếu không có Đảng Cộng sản sẽ không có Trung Quốc mới. Một số cư dân mạng cho biết hãy đi cứu trợ thiên tai trước đã. Một cư dân mạng ở Trịnh Châu cho biết khi đang ở ngoài thị trấn, khi nghe tin có mưa lớn ở Trịnh Châu, anh đã lập tức bật TV của khách sạn lên và muốn xem diễn biến của thảm họa như thế nào. Ở Hà Nam đã không đưa tin về nó và truyền hình vệ tinh Hà Nam vẫn đang phát sóng chiến tranh chống Nhật. Tuy nhiên, bất chấp lũ lụt khủng khiếp ở Hà Nam và có những thông điệp tuyệt vọng khắp nơi trên Internet, các phương tiện truyền thông nhà nước của Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn lo lắng về lũ lụt ở châu Âu. Trong chuyên mục lần đầu tiên, đài CCTV cũng phát đi bản tin lũ lụt trong một thế kỷ đã gây ra thiệt hại nặng nề cho nền kinh tế Đức. Thưa quý vị, trận lụt hiện nay cũng đã chạm vào ký ức đau thương của người dân Hà Nam. Ở Hà Nam có hệ thống sông lớn và sông Hoàng Hà, sông Hoài, sông Ngụy và sông Hàn đã xảy ra nhiều trận lũ lụt lịch sử. Vào tháng 8 năm 1975, đập Jumandian Rivostroy ở Hà Nam bị vỡ. Nhưng vì Đảng Cộng sản Trung Quốc đang bận rộn với cách mạng văn hóa vào thời điểm đó, các quan chức đã giữ im lặng để vụ vỡ đập. Đã 14 năm trước khi người ta tiết lộ rằng hơn 26.000 người chết đuối trong trận lũ lụt thảm khốc, trong khi số người chết bất thường do dịch bệnh và nạn đói do lũ lụt gây ra ước tính là từ 220.000 đến 240.000 người. Vụ vỡ đập Jumandian Rivostroy được Discovery Channel đánh giá là một trong những thảm họa công nghệ hàng đầu trên thế giới. Từ thông tin do Đảng Cộng sản Trung Quốc công bố, có thể thấy rằng từ năm 1957 đến năm 1959, hơn 100 hồ chứa đã được xây dựng ở Jumandian, tỉnh Hà Nam, với chất lượng kém và nhiều bất cập trong việc xây dựng nhiều hồ chứa nước vào thời điểm đó. Đại nhảy vọt của Đảng Cộng sản Trung Quốc, luyện thép quy mô lớn và học hỏi nông nghiệp từ Dai Dai của Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho thảm thực vật và xói mòn đất ở vùng thượng lưu của hồ chứa. Nói cách khác, sự cố vỡ đập của hồ chứa là một thảm họa nhân tạo dưới sự dẫn dắt của hệ tư tưởng cách mạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nhưng thực tế là trong những thập kỷ tiếp theo, lũ lụt xảy ra hàng năm ở Trung Quốc và cái gọi là lũ lụt một lần nữa trong thế kỷ không phải là hiếm. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã nắm quyền trong nhiều thập kỷ và những gì chúng ta thấy là chính nó sau những trận lũ lụt. Ngoài thực tế là chế độ chịu gánh nặng của chế độ, sự thờ ơ với cuộc sống đã khiến người dân Trung Quốc phải trải qua tất cả những khó khăn gian khổ. Vậy với người Trung Quốc có thực sự thiếu kinh nghiệm kiểm soát lũ lụt? Ví như việc kiểm soát lũ lụt của Dai Dai, chúng ta sẽ không nói về nó từ một số dữ liệu.
chúng ta có thể thấy rằng hệ thống thoát nước ở nhiều nơi ở Bắc Kinh vẫn được xây dựng vào thời nhà Minh và nhà Thanh, và nhiều mạng lưới đường ống ngầm hiện nay vẫn còn được sử dụng như Tử Cấm Thành, được xây dựng cách đây 600 năm. Theo sử sách ghi lại, dù có mưa bao nhiêu thì Tử Cấm Thành cũng chưa bao giờ bị nước mưa ngăn cản. Vậy tại sao năm nào trong đất liền cũng có lũ lụt? Có lẽ như ông Wang Weilu đã nói, có những yếu tố nhân tạo trong lũ lụt ở Trung Quốc. Và thủ phạm của yếu tố nhân tạo này thực sự là do Đảng Cộng sản Trung Quốc gây ra.